cắt đi. Nếu mà không có xe mình sẽ dẫn các bạn đi bộ và chụp những cái hình rất là đẹp. Anh đúng là đi bộ hình con sống bê. Cái cầu này được xây dựng vào năm nào anh? Anh có thể cho em biết cái cầu này xây dựng năm nào không? Anh quên rồi, anh về lại sân. Năm ở đâu lắm rồi. Năm luôn rồi anh. Có nghĩa là ngày tháng đợi chờ mà không có nhớ phải không? Ngày tháng đợi chờ. Quá lâu rồi. Ờ, anh qua lâu rồi hả? Qua lâu rồi vậy, anh có thấy cái cầu này có thay đổi gì không hay là bình thường như xưa? Có sự thay đổi nào chút chút không anh? Lâu lâu người ta phải sửa sửa lại thôi. Ồ vậy hả? Trời ơi, nó đất nó đẹp dị sợ anh ha. Là từng ngóng viên nói là tương lai cho tôi. Ủa, mình trả lời thôi. À, đây là những ngày nghỉ cuối tuần của mình.